gì? Thấy có một người bên phe mình vào ấy. À, đợi mình hậu duệ đu càng đại pháp vào đây chơi coi. Tao bức xúc chỗ mày thật chứ. Qua Facebook của tao chửi bới phải không? Gì? Ở quạt đi, có quạt đây rồi. Lặn, được không? Tìm nó hậu duệ mình đu càng đại pháp vô đây chơi coi ta. Có nào comment vô coi mày. Á, vượt biên thần trưởng với cụ với đu càng đại pháp từ Hồng Kông mà trở về Việt Nam. Á, thằng nào ngon đây vô đây à. Comment nó trả lời cho nó. Á, đối chất này. Buồn quá không có trò gì coi hay vô chửi từng bùm la. Toàn mấy nhóc con không à. Nhức ảo láo không à. Má thằng nào vô đây comment mày xem giờ Hồng Kông bây giờ của mày bao nhiêu mày vô đây mày chơi với tao này. Đẹp trai à. Đang đợi mấy thằng kia nó vào mà nó có vào đâu, nó vô nó chửi bới không à. Má nó che ông bọn mày đó. Năm 1979 trốn mẹ trốn qua Hồng Kông làm thuyền nhân nhá. Đấy nói cho tụi mày nghe luôn á, là coi vừa nghe luôn này, mấy nào vô đây nói cho mày nghe, mình bật que đâu rồi, bố hết đây. Mình hậu duệ bọn mày á. Bao nhiêu tuổi à? Mình bao nhiêu tuổi à? Tôi 36 tuổi. Đang đợi mình hậu duệ nó vào. Tối ngày nó chửi Việt Nam mà từ Hồng Kông chửi về, ca ngợi Hồng Kông, ca ngợi mấy hình dù vàng nó chửi về Việt Nam. Giờ đợi hậu duệ nó vô nó coi cái livestream mà xem thằng nào vô đủ chất nổi ra đây đủ chất. Mẹ mà che ông một mày á. Gặp bốn bốt gặp tàu bỏ chạy rồi. Nhất là năm 1979 bắt đầu trốn lận tổng động viên hàng loạt luôn. Đạt từ giờ từ Hồng Kông trốn vào Hồng Kông rất là nhiều, gọi là thuyền nhân á. Đã hèn nhát bỏ chạy rồi giờ trở về Việt Nam. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó gọi thành phố Hồ Chí Minh cho bà que nó thấy nghe tức lắm. Gọi Sài Gòn làm gì gọi thành phố Hồ Chí Minh cho nó mới tức. Nó biết giờ này tụi nó đi đâu. Nó mới vừa nó không có vài phút nó comment chửi tùm lum ra. Tụi mày mời á, nào mời hết tụi nó vô đây tao tiếp cho. Gọi đây gọi mấy người về Hồng Kông vô đây. Mấy người Việt á, đừng gọi mấy người Hồng Kông, mấy người Hồng Kông không biết gì đâu. Mấy người Việt á, mấy thằng trai ngợi dù vàng á vô đây chơi với tao. À chưa có vợ. Mình chưa có vợ. Gọi mấy người về Hồng Kông vô đây chơi. À, giờ này tụi mày vẫn vô chửi bới Facebook tao được mà. Đợi nhà vô mới đợi nó vô hay biết thằng nào nó vô không chứ. À, trẻ ông nó hèn nhát như vậy nó không biết xấu hổ giờ nó từ Hồng Kông chửi về Việt Nam á chứ. Hồng Kông mà an phận mẹ Hồng Kông đi đúng không, nó xâm phạm nước giếng tụi mày ở Hồng Kông mà tụi mày an phận tụi mày ở Hồng Kông đi. Biểu tình chúng mày muốn ủng hộ nó của chúng mày đúng không? Chúng mày chửi Việt Nam nghĩa là đụng chạm đến lòng yêu nước của tao rồi, đụng chạm đến niềm tự hào dân tộc của dân tộc Việt Nam rồi nhá. Từ Hồng Kông chửi về Việt Nam ấy mất dạy chứ. Rồi cái ảo tưởng là gọi mấy dù vàng qua đây à, qua Việt Nam chơi. Mấy tụi mày dám qua không? Qua nó tập cho là mẹ mà sang môn đứng lộn luôn ấy, gọi qua đây thằng nào gọi Joshua Wong qua đây
Thằng Hoàng Chí Phong tụi mày gọi qua đây là mày tụi mày biết à? Đã tưởng từ cái trang dù vàng Hồng Kông á, trang tiếng Việt á của mấy má que lập ra từ 2014 á, toàn chửi Việt Nam mà gọi thằng nào vô đây chơi này, phiền tối đêm quá rồi tụi mày vẫn chửi được, tụi mày vô đây đối chất không dám. Thằng nào thích vô đây đối chất này, hỏi hoài tìm nhà vô đây đối chất chơi này, nó mới vợ chủ về Hồng Kông á, gọi hết vô đây. Trời ơi có nhiều thằng gọi vô đây chơi, tìm chủ về Hồng Kông ở đây làm đối chất này. Mẹ du vàng làm cái chuyện gì, biểu tình là chuyện của Hồng Kông, tụi mày từ Hồng Kông tụi mày cầm cái cờ ba que ra đường Hồng Kông, có vài thằng cầm cờ ba que đấy rồi bắt đầu chửi về Việt Nam, chửi Việt Nam á, Việt Nam có thế nào á, có chuyện của bọn cờ đỏ, chỉ có cờ đỏ sao vàng mới được quyền lên tiếng ở Việt Nam thôi, có mấy ba que không được quyền. Khi xưa buôn bốt xâm lược, tàu xâm lược thì bỏ chạy qua Hồng Kông làm gọi là tị nạn, gọi là thuyền nhân. Mày nhục quá mày, cha ông mày tụi mày có kể cho chúng mày chuyện này không? Giờ chúng mày mà chửi Việt Nam là sao mày? Chẳng lẽ tụi mày an phận đi, cha ông mày đã như vậy rồi thì phải biết xấu hổ nhá, chứ đừng có ca ngợi biểu tình Hồng Kông mà còn chửi Việt Nam. Mà chửi tàu tao không quan tâm, là muốn chửi nào chửi mà cập không được đụng Việt Nam thôi. À, đụng Việt Nam tao rất là ghét nha, ghét là thằng nào đụng đến Việt Nam đó. Đất nước của mình không, đất nước của mình ngày xưa không bảo vệ bỏ chạy mẹ qua Hồng Kông rồi kêu khổ gọi là thuyền nhân, rồi bị đàn áp. Thuyền nhân gì chúng mày? Thuyền nhân nó tao rất là ngứa hai từ đấy ạ, chẳng xứng đáng gì á. Nước này đâu phải của chúng mày đâu, Việt Nam không phải của mấy thằng ba que nhá, Việt Nam của cờ đỏ thôi, duy nhất cờ đỏ thôi nhá. Mày thấy ở Việt Nam là cờ đỏ sao vàng, công dân Việt Nam mà đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước này, chứ không phải là cái hạng người bỏ chạy qua Hồng Kông. Xuống tàu bỏ chạy của Hồng Kông rồi, tụi mày tối ngày tụi mày nói lật đổ cộng sản, mày dựng lại cờ ba que tại Việt Nam, mày làm nổi không? Mày làm nổi không? Về Việt Nam làm thử tao coi. Thằng ngứa, mấy thằng ở Hồng Kông tao rất là ngứa tụi mày. An phận mẹ nó Hồng Kông đi, tối ngày chửi Việt Nam. Chẳng lẽ là tao không có làm livestream tao chửi mày mà mày vô cái trang của tao á, chửi bới gọi là bác ke bất kỳ. Mày biết tao sinh ra ở miền Nam Việt Nam, chứ không phải là mình ở miền Bắc. Dân Việt Nam tao là Nam Bắc một nhà, không phân biệt vùng miền. Mỗi ngày bất kỳ. Tôi rất ghét hai từ phân biệt vùng miền, tôi rất là ghét. Dân Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một. Tụi mày từ Hồng Kông, tụi mày an phận mẹ Hồng Kông đi. À, Hồng Kông, cái bài nào nó cũng chửi Việt Nam ấy. Cảnh sát Hồng Kông nó đập mấy hình sự, mấy hình dù vàng là chuyện của nó nhá. Cái công an Việt Nam không đụng chạm gì, không có đập mấy hình đấy. Nó mày nhất, tụi mày chửi Việt Nam, tụi mày chửi chính quyền Việt Nam. Làm sao? Tao liên quan Hồng Kông à? Tụi tao xuống Hồng Kông nó đập tụi mày à? Tao ngứa. Vô cái trang tụi mày đã đọc, tao tao ngứa. Tụi mày chửi lãnh đạo Việt Nam, chửi đất nước Việt Nam, chửi lá cờ tổ quốc này, chửi Bác Hồ mà. Trong khi mày biết gì Việt Nam không? Treo mày qua đấy bốn bốn qua đấy từ năm 79 đến bây giờ có biết gì về Việt Nam không? Mày
Châu mày có kể nhưng mày nghe về cái gì về Việt Nam như thế nào không? Mày có đi internet mà mày tìm hiểu Việt Nam thế nào không? Ừ? Không nên tìm hiểu tôi ảnh chửi. Việt Nam giờ nó rất là phát triển. À, em chào ông Lợi Minh à. Em bức xúc của nó quá rồi. Vô trang dù vàng Hồng Kông mới ăn. Toàn chửi Việt Nam mình không à. Nó chửi tàu, chửi Trung Quốc, em không chửi Trung Quốc em không nói. Nó chửi cả thằng Hồng Kông không không quan tâm. Thật thì cái trang em chẳng quan tâm nó. Mà nó mà giờ tụi nó like nó chửi qua Việt Nam, nó comment, nó viết bài nó chửi Việt Nam. Nó Hồng Kông nó có chuyện của Hồng Kông, chuyện riêng của tụi nó ra sao chuyện tụi nó phải không liên quan đến Việt Nam nữa. Mà nó ra nó chửi Việt Nam mình, mẹ nó cái cha ông nó qua lúc mà tị nạn, lúc gọi là vượt biên qua Hồng Kông á, ở mấy cái trại tị nạn ấy, giết lẫn nhau vì miếng ăn, vì gói thuốc, vì béo thuốc lá thôi, vì chút rượu thôi mà sẵn sàng giết nhau. Nó có kể cho chuyện đấy không? Ừ. Đừng có lộ, đừng có để lộ, đừng có để tôi lôi ra tôi chửi mấy cái chuyện như vậy. Đúng lội lội mình bà què khốn kiếp luôn. Cái bà hôm nay chửi bác Hồ này, nhưng cái trang của nó đúng, mẹ không công biểu tình thế nào, cảnh sát nó đập mấy dù vàng, mấy bà que trong đấy đâu, mấy bà que ở Hồng Kông nó chửi Việt Nam nó vô lý không, xong nó chửi Trung Quốc mà chửi Việt Nam làm cái gì. Ừ. Nó chửi Việt Nam mình ăn lợi mình, trời ơi, nó mơ ngày nào đó sẽ về lật đổ chế độ này, rồi nó dựng lại cờ Bắc quê tại Việt Nam, lá cờ gọi là của cha ông nó ngày xưa làm nô lệ cho Mỹ. Hứa thật đó. Anh thật Vân thấy ấy, nó thật anh thật đấy. Từ khi cái biểu tình Hồng Kông mà em chẳng quan tâm, muốn nào muốn, nhưng mà chính bọn ba que nó mới làm cho cộng đồng mạng Việt Nam tức bức 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 xúc. Bức xúc vô cùng. Mà em làm cái livestream mà em mời nó vào, có thắng thằng nào nó vào không? Mấy lần nó comment nó chửi Việt Nam, nó chửi em rất là nhiều. Toàn mấy nick ảo nick láo không à. Mà nick mình nhóc con không, mình chơi game ấy. Nghĩ cốc đầu ba que thì đúng rồi, ba que bằng sao bằng con chó được. Nó chỉ là cái thằng đánh thuê thôi. Nó trả tiền cho bao nhiêu đánh thuê bấy nhiêu thôi. Ngày xưa nó đánh thuê cho Mỹ, mà giờ nó sau khi Mỹ nó chạy ấy, tàu đánh Việt Nam ấy, nó sợ tàu nó trốn qua Hồng Kông, mặc cho bao nhiêu mặc cho ở Việt Nam là bao nhiêu phụ nữ, những người phụ nữ mà người già nó còn ra trận người ta chống Trung Quốc, trong khi cái thằng thanh niên gọi là trai tráng là 20-30 tuổi ấy, vượt biên bỏ chạy qua Hồng Kông, nó nhục không thể tưởng tượng được ấy. Mà qua đấy làm gì? Qua đấy là kết bè kết đảng chứ, mấy cái trại tị nạn kết rồi là đi giết người kết cổ ăn đấy, người trong trại tị nạn không yêu thương nhau mà còn là giang hồ, người ta đại bàng chém nhau giết nhau vì miếng ăn, vì chút tiền, đến nỗi mà cảnh sát Hồng Kông nó phải can thiệp, nó đàn áp mấy lần. Mà không biết nó cha ông nó có kể cho nó cái chuyện này không thôi, để nó về nó hôm nay nó chửi ở Việt Nam như vậy, bọn nhục nhã. Đúng, em cũng đúng anh Lợi mình, em cũng căm thù nó lắm. Thà nó biết yên phận đi, nó thấy cái sự nhục nhã của cha ông nó ngày xưa ấy, nó im mẹ mồm đi, đừng có chửi Việt Nam mà cái Hồng Kông chuyện của mày. Không nói bả que tụi nó cai mượn Hồng Kông một chuyện của nó, đừng có chuyện để chửi Việt Nam. Hồng Kông người ta chẳng có mẹ gì hết, chẳng có cái gì được. Nhà em nó up mấy tấm hình lên, nó nhà có nhiêu không, có 5 mét vuông, 4 mét vuông, ổ chuột một nùi ở đấy gấp mấy lần Việt Nam. Nếu mà so với thành phố Hồ Chí Minh về diện tích thì Hồng Kông lớn hơn,
dân Hồng Kông không đông bằng dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ổ chuột Hồng Kông mà nhiều gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ nhà ổ chuột gì có 4 m² là sống được cái gì, và trong khi ở Việt Nam á anh phải xây một cái nhà ở xã hội thì anh xây á anh phải đủ tiêu chuẩn 25 m² trở lên, không được dưới 25 m² thì nhà nước có cho xây. Đâu phải Hồng Kông có 4 m² xây rồi nhà xây được cái nhà đâu, mà cái khu ổ chuột ấy. Nhà bếp, nhà vệ sinh với phòng ăn là một, khủng khiếp như vậy ấy, mà tụi nó không có biết gì hết. Mấy thằng sống ở Hồng Kông người Việt đấy, mình nhóc con không biết ông chưa về Việt Nam bao giờ, chưa thấy Hồ Chí Minh như nào luôn, tối ngày về đến chửi nước là rất nhìn là rất là bức xúc. Hôm nay mở diễn đàn là tụi nó này giờ này tụi nó vẫn chửi em, mở cho tụi nó vào tụi nó vô nó không đứa nào dám vô, đủ sức bản lẫn nhìn lên đây đối chất luôn, không đứa nào dám, nó comment nó không dám comment luôn ấy. Nó chửi hăng lắm. Mở nãy giờ không có thằng ba que dám vào, không có thằng hậu duệ dám vào, trình độ nó không có đủ, nó láo vô láo nếu không dám đối chất với mình. Nếu ai tìm thằng nào các bạn nào tìm ai được ba que tác vô đây chơi coi, mấy người vàng mấy người Hồng Kông mấy người Việt ở Hồng Kông đã qua đây chơi đối chất xem thằng nào đúng nào sai. Chỉ đang là đêm mà tắt điện rồi, ánh sáng mình là màn hình điện thoại mà bạn, mục đích nó mở cái giờ này ra là bức xúc của nó chửi mình quá, bức xúc vô chửi bới nó bất kỳ này cái kia đấy, mới đầu mới vô làm live stream mình mời nó vô giáo huấn được nó không, mà không đứa nào dám vào, bức xúc đi mấy 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 cái tattoo mình khiêu khích tụi nó vào, biết có dám vào không, dám comment không. Trời giờ này uống cà phê gì ba, đang đang làm việc sao, ủa trời đang trực gác mà không uống được giờ này không xôm tụ, giờ này mình ở Việt Nam mình ngủ hết rồi chứ mình không biết ở Hồng Kông như nào mình không biết, mà mấy bác quê ở Hồng Kông mình nó chắc đang chuẩn bị ngày mai biểu tình tiếp, nếu mà tụi nó bản lĩnh thì nó vô đây nó đối chất với mình thôi, mình cần vậy thôi chứ chẳng cần gì hết á. Thật đợi giờ nãy giờ có thằng nào vào á, tìm một thằng lên đây đối chất không không cũng khó lắm. Đó, chào Trần Nam Việt, bạn thấy thằng bác que nào ở Hồng Kông tác vô đây, bạn kéo nó gọi nó vô đây chơi cho vui tí, giáo huấn cho sự nhục nhã của cha ông nó. Ở đâu chứ tao nói ở Hồng Kông là mấy mấy cái mấy thằng trốn tận tận động viên ấy, truyền nhân ấy, là nhục nhất là mấy ở Hồng Kông mà điên rồ nhất luôn. Tôi nó viết cái bài lên cái nick chính của tôi ấy, là giờ nó bị báo cáo rồi, nhất là phải sáng đến sáng mới thả được, nộp đơn nộp chứng minh nhân dân nặng cho nó rồi mà nó chưa, giờ nó không phản hồi luôn á, nó chỉ là nó xem xét là nó sẽ mở lại nhưng mà nó chưa phản hồi. Mình thật sự mình Facebook mày nó đòi làm ăn chán lắm, an ninh mạng tóm cổ hết rồi còn đâu mà vào. Hôm nó Hồng Kông bạn ơi, nó Hồng Kông nó chửi Việt Nam mình đó, vì nó cập nhật tin Hồng Kông, nó quay live live trên trực tiếp mà mình biết cái đấy, mà nó nhóc con thôi giống như mấy sinh viên Hồng Kông biểu tình thôi, ngang tuổi mình đấy thôi 14 15 thôi 6 7 cùng cho lắm 20,
mà nó chửi, nó đang chửi Việt Nam rất là dữ dội. Nó mở cái trang phong trào dù vàng Hồng Kông vô toàn thích chửi Việt Nam mà. Đấy, mình mới mời vô đây đối chất. Trời ơi, que Mỹ ở Mỹ toàn mấy lão già không à, với Hồng Kông mấy anh trẻ hung hăng lắm, mấy anh trẻ là hung hãn lắm, trình độ kém hơn mấy anh già mà hung hãn hơn. Đám già ở Mỹ là không đáng ngại rồi, nó nhà bị điên hết rồi. Rồi đám là Hồng Kông mới vui, mới vui chơi thôi được chứ. Chửi Việt Nam mình mới vô mình chửi lại, mình mới vô mình nói nó vô đây đối chất chơi phiền lắm. Đợi nó vào nó comment nó chẳng thấy thế nào vào luôn, mở diễn đàn riêng của nó luôn đó, mở cái không biết tao tìm thằng nào vào cái comment ở đây tao trả lời cho. Mẹ nó không công có mẹ gì mà hơn Việt Nam mà được. Mấy thằng ba quyện ở nhà Trần Khải, nhà gì bạn mình Trần Khải mình không biết Trần Khải là ai chứ. Đài Loan nó ba que nùi đúng rồi, nhiều lắm ở Đài Loan với Hồng Kông ba que cả nùi. Mình trốn 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 qua đấy nhiều, chủ nhân qua đấy nhiều lắm, nhất là Hồng Kông qua nhiều hơn Đài Loan. Giờ mấy thằng mà nó ba que Hồng Kông là hậu duệ của mấy chủ nhân vượt biên đấy. Ủa thanh nhân lưu hải quân không có tham dự vào cái lễ và ở đảo Thị Tứ nhá, toàn là kiểm ngư với cảnh sát biển không à. Kiểm ngư cảnh sát biển đang quấn nhau với tàu ở đấy, với Trung Quốc ở đấy, tàu nó cũng dùng cảnh sát biển của nó quấn nhau mình đâm va ở bầm đấy. Hải quân chưa can thiệp, hải quân đứng ngoài ngoài không có vô. Làm gì có cái tin chiến sĩ hải quân hy sinh là tin xạo, hải quân đâu có tham gia đâu mà hy sinh, chỉ có kiểm ngư với cảnh sát biển thôi mà không có chơi súng, chơi ủi nhau thôi không chơi súng. Ba que nó có biết gì đâu mà nó nói, không có một thằng ba que nào ở hiện trường nữa. Báo Trung Quốc nó không nói, báo Việt Nam không nói, vì cái chuyện này là cái chuyện mà thường xuyên rồi, chứ không phải là năm nào cũng có như thời điểm nào chứ, trong ở Biển Đông có chuyện đó. Đâm va mà hầm chỉ có Việt Nam mới dám đâm va với tàu, thằng Philippines nó dám không, thằng Mã Lai Indo có dám, thằng nào dám đấu Trung Quốc không, nó chỉ mỗi Việt Nam đấu thôi. Trở lại vấn đề mấy ba que Hồng Kông á, đã đợi nó vào, thằng nào vào đâu, ngồi chửi bới bố láo bố liếu không. Mới bạn Trần Nam Việt chưa từng đến hải quân đâu mà cứ đâm va nhau, thằng nào thằng xem nào thằng nào hạng thằng nào thiệt hại hơn, nặng hơn. Việt Nam mình chém mấy cái tàu chuyên bị đâm vào cái mũi tàu của nó, của cái tàu cảnh sát biển đó, cái tàu kiểm ngư đó, là chuyên về đâm va đấy các bạn, mũi nó cứng lắm. Bạn giờ có ý kiến của người là mua mấy cái tàu phá băng về đâm một cái, một là cái tàu Trung Quốc lật ngay rồi. Tàu phá băng nó đâm ve nó quá mạnh rồi. Việt Nam mình là đang đóng rất nhiều mấy cái tàu đâm ve, cái mũi cái tàu của nó là tàu DN 2000 ấy, mới là tàu DN 4000 ấy, là chuyên về đâm ve, đóng nó kiểm ngư cái sát biển, súng bao nhiêu là coi như là chân tàu có súng mà che lại không có sử dụng. Bà que đâu biết điều này đâu, nó ngu bà cố không gì biết được chuyện này. Còn mấy Hồng Kông cũng vậy, cũng có biết gì Việt Nam đâu, chẳng biết gì hết. Sống Hồng Kông cứ sống Hồng Kông an phận đi, chỉ đúng rồi, không có Việt Nam Trung Quốc nó chiếm hết Biển Đông rồi còn đâu, nó Philippines theo nó rồi, Thái Lan theo rồi, mấy Indo Mã Lai cũng theo luôn, còn có mỗi Việt Nam ở Đông Nam Á là chống Trung Quốc thôi, ai dám đâu. Singapore cũng theo tàu, thẳng nói chung là cả Đông Nam Á duy nhất nước Việt Nam mà dám đối đầu Trung Quốc.
Thế nào dám? Mà mấy bạn bè ở Hồng Kông ấy, nó chửi Việt Nam không mà. Nó nhân dân nó chống Trung Quốc chúng đấy mà nó chửi Việt Nam thế mới thế mới mới, mới ghét đấy. Mới là cái vô lý. Bây giờ mình tìm cái thằng bác quen nó vô lâu dần à, nhiều nhát luôn nữa thấy nào vào với thật sự mà nó vô nó chửi bới mà nó không dám vào đối chất thì tao không tao không hiểu tại sao nữa. Tụi mày nhát vừa thôi mấy Hồng Kông nó còn dũng cảm mày nhiều nó Hồng dân Hồng Kông gốc nha mình bác quen mình nhập cư bố lao lêu mẹ ta nói cho mình Hồng Kông nó biết nếu mình Hồng Kông nó biết tiếng Việt nó nói là mấy mấy thằng bên mày cầm cờ ba que là mấy thằng trốn trốn lận tổng động viên ấy mà thấy nhục không nhưng mà tôi biết tiếng Hồng Kông tôi nói rồi ôi đời, chơi hàng đi cờ giết là chơi chín chắn bạn ơi chín chắn nóng đó là dùng vũ lực là dùng súng súng thật là lớn chuyện đó chỉ dùng dân sự đập nhau dân sự thôi mà không dùng súng dùng đâm va thôi tàu nào đâm ủ tàu nào cho nó thiệt hại nó móp méo luôn la thôi chứ dùng súng không tuyệt đối không dùng rồi đấy dùng súng là nặng lề lắm dùng súng là nó tấn công mình đấy mắc mưu mà dùng Trung Quốc á mình mà dùng súng đó. Bạn nào ấy có mời Hồng Kông cũng mời cái thằng dù vàng vào đây chơi nhỉ comment chửi bới mình bức xúc tất đấy không muốn lý luận gì để nói được ấy, mà toàn chửi đúng mà có thằng nào vào đây là tiếp rồi tìm mấy ba que vào nhất là mấy Hồng Kông mới vào tiếp hết luôn à, chắc chờ bác Cầm Nguyễn à đang đợi mấy thằng hoạt động Hồng Kông đó. Sống ở Hồng Kông không? Toàn chửi Việt Nam không? Bị cảnh sát Hồng Kông nó đập mấy dù vàng mấy biểu tình ra chửi Việt Nam không hiểu được nó vô lý cực kỳ rồi nó lái qua chửi đến là lật nhà nước mấy bạn Trần Nam Việt đã có nổ súng là đáp trả là chiến tranh lớn các bạn ơi ở Biển Đông Đông không có được nổ súng đâu bạn nhất là thời điểm này mà nổ súng trước là mình là tàu nó có cớ nó đập mình liền nên nếu mà về quân sự mình thua nó xa sao mình nổ súng được nổ súng là mình mắc mưu nó liền nói chung là bây giờ mấy bạn về tìm cái trang về tìm về cái vấn đề Biển Đông thời điểm này về bãi Tư Chính á chỉ có một trang duy nhất là quán bia com com mà chính xác nhất họ chính là quân đội trang đó là trang về chuyên biệt quân sự của Việt Nam còn mấy cái trang khác là xàm hết bạn ơi nhất là trang của bác que đừng có tin BBC VFA đừng có tin chúng ta có dám ra thực địa không chẳng có nào ra đấy chỉ có quân đội Việt Nam thông báo mình tin thôi như cái trang của quán bi com com đơn vị tác chiến điện tử ấy, là mình tin trang nó rất là thật ông cái này mình đang đợi tụi nó vào á mình thách thức của nó xong mà mấy Hồng Kông á cái mình đợi nó vào nó comment thôi chứ mình chưa thấy nào vào luôn á thật sự là buồn thật đấy bức xúc quá nên nó chửi Việt Nam mình không à nó Hồng Kông mà nó biểu tình Hồng Kông mà nó lấy chửi Việt Nam nó vô lý không mời vào tụi nó không dám vào nó cầm chắc để lần sau mình có chủ đề khác là chủ đề này là chủ đề về Hồng Kông thật sự mời bạn thấy cái vào cái trang dù vậy phong trào dù vào Hồng Kông các bạn thấy ảo tưởng vô cùng ảo tưởng sao nó lần cái trang của mình nó chửi với đúng rồi thì bạn Trần Nam Việt thì đơn vị tác chiến điện tử com com là chính xác nhất
Vì cái thông tin về họ đưa ra là tuyệt đối, mà thấy là tuyệt đối chính xác luôn. Như cái thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng á, mà bị ốm á, họ đưa một thông tin rất là chính xác, chứ không có thêm bớt gì hết. Đấy. Còn bây giờ thì ba que đang kích động lên, người nó kích động cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay đập phá nhà máy như hồi năm 2014, mấy trang nó đang kích động lên các bạn, mà nó chẳng có cái hình ảnh gì nó kích động để nó chứng minh là thật ấy. Thực địa chẳng có nào ba que ở đấy, toàn là hải quân Việt Nam không à, đứng vòng ngoài, hải quân đứng vòng ngoài không có can thiệp, để cho vòng trong là tàu kiểm ngư với tàu cảnh sát biển làm nhiệm vụ. Vì vậy chỉ có người trong quân đội biết được thôi, chứ mình bắt que biết cái gì, và tối ngày biết là ngày biết đủ thứ chuyện xuyên tạc đó. Chán thật rồi. Đêm khuya mà định giáo huấn mình ba que mà thắng thấy nào vào chắc phải sau phải vì thời điểm khác hay dùng nick chính đó. Tại vì mình comment nó, mình comment bằng nick nick chính, nick mà bị đang bị khóa đó. À, nó tức nick đấy, chắc nó zip nó báo cáo vì chuyện này thôi. Điên thật đấy, là nó vô nó đáng luôn đó. À, chán thật, giờ đợi ba que không vào là làm sao ta. Thôi mình kết thúc livestream đây, mình nghỉ ngơi đó. Giờ tới là giờ tới giờ là mấy giờ, 1 giờ ở Việt Nam là 1 giờ sáng rồi. Một giờ sáng mình nghỉ ngơi thôi, chắc là để lần sau cái giờ khác thì mới mời bọn nó vào, mới kích thích bọn nó vào được. Đó, mình nghỉ ngơi mình đó.